Người mặc áo thun đen này là tài xế lái xe đầu kéo có kết quả dương tính với ma túy sau khi cơ quan chức năng kiểm tra nhanh nước tiểu. Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 26 tháng 3 năm 2021, trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, tại đầu ra ngay trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa, đoạn thuộc địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, phòng 8, cục cảnh sát giao thông Bộ Công an phối hợp với đơn vị nghiệp vụ có liên quan chặn dừng hàng chục ô tô các loại để kiểm tra nồng độ cồn và kiểm tra nhanh ma túy. Thì đến trước cùng ngày, lực lượng chức năng chặn dừng một xe đầu kéo do nam tài xế 28 tuổi ở xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên điều khiển, kéo theo rơ móc lưu thông trên đường cao tốc theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh về Tiền Giang. Sau khi lấy mẫu nước tiểu để kiểm tra nhanh ma túy, thì tài xế này bất ngờ tung cửa bỏ chạy băng ngang đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương vào một cây xăng ven đường, nhưng sau đó đã bị lực lượng chức năng khống chế và đưa trở về trụ sở. Qua kiểm tra nhanh bên trong cabin của xe đầu kéo, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ một ba lô có chứa dụng cụ để sử dụng ma túy đá.